dân chúng tranh luận về nguồn gốc của Đấng Kitô. Gioan chương 7. Sau đó, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Jerusalem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả." Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi." Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Thứ sáu tuần 4 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 7, câu 1 đến câu 2, câu 10 và câu 25 đến câu 30. Suy niệm. Lễ lều là một đại lễ. Hàng năm quy tụ đông đảo dân chúng lên đền thờ. Đây là một lễ rất vui, kéo dài cả tuần. Mục đích chính là để tạ ơn Chúa vì hoa trái mùa màng ngày ban, và còn để nhớ lại tình thương Chúa. Trong thời gian 40 năm đi trong hoang địa, lễ lều là một lễ hội tưng bừng và long trọng bậc nhất. Những người tham dự cắm trại trong các lều làm bằng cành lá, được dựng trên mái nhà, gần nhà hay ngoài đồng. Mỗi buổi sáng có lễ rước nước từ hồ Siloam để rưới lên bàn thờ. Mỗi tối, tiền đình, phụ nữ nơi đền thờ rực rỡ ánh nến và vang tiếng múa hát. Đức Giêsu đã không muốn bỏ qua lễ hội này, dù lên đền thờ Jerusalem. Bây giờ thật là nguy hiểm đến tính mạng, vì người Do Thái, nghĩa là giới lãnh đạo Do Thái giáo, đang tìm cách giết Ngài. Đức Giêsu đã chọn giải pháp lên đền thờ một cách kín đáo. Nhưng vào giữa kỳ lễ, Ngài đã giảng dạy công khai, không chút sợ hãi. Đức Giêsu dám đối mặt với thế lực đang đe dọa Ngài. Ngài bình tĩnh giảng ngay nơi đền thờ, trước những thượng tế, những người Pha-ri-sêu và dân cư ngụ ở Jerusalem. Họ chẳng dám làm gì Ngài, vì giờ của Ngài chưa đến. Xảy ra cuộc tranh luận giữa Ngài với dân cư ngụ ở Jerusalem. Chẳng có chút thiện cảm nào với Ngài. Họ chỉ muốn làm hại Ngài. Họ tin vào điều này một cách vững chắc. Khi Đấng Kitô đến, chẳng ai biết người đến từ đâu. Nguồn gốc của Đức Kitô đối với họ phải là một điều bí ẩn. Họ không tin Đức Giêsu là Kitô, bởi lẽ họ biết ông này đến từ đâu.
chắc họ đã nghĩ Đức Giê-xu là dân vùng Nazareth, làm nghề thợ mộc, sống với cha mẹ là Giuse và Maria. Tự hào về cái biết đúng nhưng không đủ ấy của họ đã khiến họ ngừng lại nơi nguồn gốc trần thế của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu thật là Đấng Kitô, và đúng như dân Jerusalem đã tin, nguồn gốc của Ngài thật không dễ biết. Đức Giê-xu biết nguồn gốc của mình. Ngoài gốc nhân loại, Ngài còn gốc thần linh, gốc từ trời. Ngài không tự mình mà đến, nhưng từ Thiên Chúa chân thật mà đến. Ngài xuất thân từ Thiên Chúa và được Thiên Chúa sai đi. Dân Jerusalem không thấy được trọn vẹn con người Đức Giê-xu. Họ đã giết Đấng Kitô đang ở gần bên họ, vì họ mơ một Đấng Kitô bí ẩn khác. Làm sao tôi có thể nhận ra Đức Kitô cao cả đang ở bên những người tầm thường tôi gặp mỗi ngày? Cầu nguyện: Xin hãy dẫn dắt con đi từ cõi chết đến sự sống, từ lầm lạc đến chân lý. Xin hãy dẫn dắt con đi từ thất vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến tín thác. Xin hãy dẫn dắt con đi từ ghen ghét đến yêu thương, từ chiến tranh đến hòa bình. Xin hãy đổ đầy bình an trong trái tim chúng con, trong thế giới chúng con, trong vũ trụ chúng con.